Chào mừng các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân. Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã để thua Indonesia đầy cay đắng trên sân Mỹ Đình. Cơ hội đi tiếp của những chiến binh sao vàng tại vòng loại World Cup 2026 dù ít nhưng vẫn còn. Thế nhưng cơ hội để huấn luyện viên Troussier chứng minh thực lực thì hết mất rồi. Ngay sau trận thua của đội nhà, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lập tức đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Troussier, khép lại một năm ảm đạm của bóng đá nước nhà dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp. Một lời chia tay lẽ ra phải được nói ra từ lâu, song cũng chưa phải là muộn ở thời điểm này. Chúng ta cũng cần thông cảm cho VFF bởi việc chấm dứt hợp đồng với một huấn luyện viên đôi khi không phải muốn là làm được ngay. Thật khó khăn để đưa ra quyết định chia tay huấn luyện viên Troussier, và giờ đây VFF sẽ tìm huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia. Do đội tuyển đến tháng 6 mới thi đấu trở lại nên sẽ không nhất thiết phải tìm ra một gương mặt mới ngay bây giờ. Nhưng nó là bài toán cần sớm có lời giải để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Nếu tiếp tục chuộng huấn luyện viên ngoại thì một loạt ứng viên lúc này cũng đã sẵn sàng chám vào chiếc ghế nóng mà huấn luyện viên Troussier để lại. Danh tính người thay thế ông Troussier đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Sau khi chiến lược gia người Pháp rời đi, toàn bộ ekip trợ lý bao gồm hai chuyên gia ngoại là Moulay và Hatem Soussi cũng sẽ chia tay đội tuyển. Như vậy thì sẽ không có chuyện trợ lý lên làm huấn luyện viên tạm quyền trong thời gian tới. Trong sáng ngày 27 tháng 3 thì các trợ lý khác của huấn luyện viên Philippe Troussier cũng lần lượt rời khách sạn trở về đội bóng chủ quản. Với người hâm mộ lúc này thì huấn luyện viên ngoại hay huấn luyện viên nội đều đáng để cân nhắc. Với những huấn luyện viên người nước ngoài, những cái tên tiềm năng lúc này đang có Velizar Popov hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, huấn luyện viên Kiatisak của câu lạc bộ Công an Hà Nội, hay thậm chí là huấn luyện viên Park Hang-seo, người cũ gắn bó với thời đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Với huấn luyện viên Velizar Popov, chiến lược gia người Bulgaria có cá tính mạnh mẽ, hiểu rõ tố chất của cầu thủ Việt Nam và đạt được những thành công nhất định khi làm việc tại Đông Á Thanh Hóa, một đội bóng vốn dĩ đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Chưa vô địch Cúp Quốc gia 2023 và siêu Cúp Quốc gia hồi tháng 1 vừa qua là một bản CV rất đẹp gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ở một tập thể vốn đang thiếu sức sống lúc này thì sự xuất hiện của ông Popov như một làn gió mới thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của các cầu thủ ở trên sân. Và bản thân huấn luyện viên Popov cũng luôn theo dõi, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong mỗi chiến dịch vừa qua. Trong đoạn chia sẻ với VTC News, thì huấn luyện viên Popov có trình bày thế này: "Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là về mặt tâm lý. Đây cũng có thể là điểm yếu lớn nhất cần khắc phục ở người kế nhiệm huấn luyện viên Philippe Troussier. Với huấn luyện viên Kiatisak, đây cũng là một người có tài leo lái, từng có thời điểm giúp Hoàng Anh Gia Lai cạnh tranh chức vô địch với một đội hình còn non trẻ. Hơn hết, cái uy mà ở đây là uy tín và tầm ảnh hưởng lên những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam sẽ là điểm cộng lớn nếu lựa chọn chiến lược gia người Thái Lan cho vị trí tạm quyền ở hai trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup." Và nhiều người hâm mộ cũng tự đặt câu hỏi: tại sao không phải là huấn luyện viên Park Hang-seo? Trước ngày diễn ra trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình thì thầy Park có đăng tải một status với nội dung như sau: "Mọi thứ đầy hứa hẹn, khi mùa xuân đến, chú gấu trúc sau ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, liệu có cơ hội nào cho đôi ta hẹn hò thêm lần nữa, cho những đỉnh cao mới, cho những niềm vui mới. Ai mà biết được tương lai sau này, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam." Người Việt dùng hàng Việt thì vẫn luôn được ưu tiên trong ngành nghề kinh doanh thương mại. Còn trong bóng đá thì sao? Liệu VFF có muốn đổi gió để mời huấn luyện viên nội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới? Thực tế có không ít những huấn luyện viên nội đã gặt hái được những thành công khi dẫn dắt bóng đá nước nhà trong quá khứ. Và huấn luyện viên Mai Đức Trung là một ví dụ điển hình. Chẳng cần đến những vị huấn luyện viên có bản CV khủng, tiếng tăm lừng lẫy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành được những chiến tích vang dội dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân họ Mai đấy thôi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho thấy cái duyên lành của mình khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam và sẽ thật hợp lý về mặt thời điểm khi U23 Việt Nam chuẩn bị chinh chiến vòng chung kết U23 châu Á 2024. Nhắc đến những huấn luyện viên nước ngoài thì cũng nên dành đất cho hàng quốc nội. Những cái tên tiềm năng lúc này đang có huấn luyện viên Mai Đức Trung, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hay thậm chí là Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định hay Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Việt Nam, thì huấn luyện viên Mai Đức Trung từng tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cuối năm 2017, đóng vai trò là lính cứu hỏa, lúc này cũng là một phương án hợp lý với chiến lược gia sinh năm 1949. Vào tháng 4 thì U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam bởi ông từng có kinh nghiệm huấn luyện U20 và U17 Việt Nam. Nhiều tuyển thủ hiện tại ở đội tuyển quốc gia lẫn U23 là học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ở vòng bảng thì U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia, U23 Kuwait và U23 Uzbekistan. Và đây cũng có thể là tiền đề để đưa huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên vị trí tại đội tuyển quốc gia. Chu Đình Nghiêm, một chiến lược gia với cá tính mạnh từng 3 lần giành chức vô địch VLeague cũng nằm trong danh sách những ứng viên thay huấn luyện viên Philippe Troussier. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở trong nước, Ông Chu Đình Nghiêm sẽ có hiểu biết sâu rộng về bóng đá và cầu thủ quốc nội. Trong khi đó thì Vũ Hồng Việt, huấn luyện viên đương nhiệm của câu lạc bộ đang dẫn đầu VLeague 2023-2024 Nam Định, cũng có thể là một lựa chọn cho vị trí ghế nóng trên đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Park nên cũng có thể hiểu biết và có mối quan hệ tốt với các tuyển thủ quốc gia. Huấn luyện viên Troussier rời ghế nóng đội tuyển Việt Nam thì thứ mà ông để lại không chỉ đơn thuần là trọng trách, dẫn dắt mà còn là áp lực cho người đến sau. Đó là áp lực bị so sánh, áp lực làm sao để không đi vào vết xe đổ và áp lực phải giải quyết đống tàn dư ngổn ngang. Dưới thời huấn luyện viên Troussier, đội tuyển Việt Nam mất nhiều hơn là được. Thành quả đặt trong ngoặc kép mà phù thủy trắng mang lại cho đội tuyển quốc gia là 10 trận thua trong 11 trận đấu gần nhất, trong đó có 7 thất bại liên tiếp. Không vượt qua được vòng bảng Asian Cup 2023 và giờ đây là nguy cơ tan tành giấc mơ dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Troussier ra đi là hết, phải chăng chỉ nhận thêm những lời chỉ trích của người hâm mộ. Thế nhưng với đội tuyển Việt Nam, điều còn lại là niềm tin của người hâm mộ là tấm vé đi tiếp ở bảng F. Liệu ai có thể cáng đáng lúc này đây? Hai thất bại liên tiếp trước Indo khiến cánh cửa vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trở nên hạn hẹp. Hiện tại thì chúng ta đang xếp thứ 3 bảng F với 3 điểm sau 4 lượt trận. Dẫn đầu bảng là Iraq với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng. Trong khi đó thì đối thủ được đánh giá là cạnh tranh tấm vé đi tiếp của chúng ta. Đội tuyển Indonesia hiện đứng nhì bảng và đã có được 7 điểm. Đội xếp cuối là Philippines với 3 điểm và gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Để nuôi hy vọng đi tiếp thì đội tuyển Việt Nam không có lựa chọn nào khác là buộc phải giành chiến thắng ở hai lượt trận còn lại, đồng thời hy vọng Indo chỉ giành được 1 điểm trong loại trận này. Tuy nhiên viễn cảnh này được đánh giá là sẽ khó xảy ra bởi chuyến làm khách trên sân của Iraq dự sẽ rất khó khăn với những chiến binh sao vàng. Trong khi Indo sáng cửa giành chiến thắng trước Philippines, trong trường hợp xấu nhất nếu không thể giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Tại đây, những chiến binh sao vàng sẽ cạnh tranh với 23 đội bóng khác để giành 6 tấm vé đến với vòng chung kết của sân chơi danh giá nhất châu lục. Cụ thể thì 24 đội bóng được chia làm 6 bảng đấu đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Đội nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. So với thể thức chọn 2 đội nhất nhì như những năm trước, rõ ràng thể thức mới tại vòng loại Asian Cup 2027 đặt ra nhiều thách thức hơn cho các đội tuyển quốc gia, và đội tuyển Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Bên cạnh đó thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ hướng tới một giải đấu quan trọng khác là AF Cup. Mục tiêu mà những chiến binh sao vàng hướng tới ở đấu trường này chắc chắn sẽ là chức vô địch. Sau 2 kỳ gần nhất nhìn đội tuyển Thái Lan lên ngôi với việc vào tới trận chung kết ở kỳ AF Cup gần nhất, thì đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1, qua đó vào bảng đấu dễ thở tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Troussier thường vấp phải nhiều chỉ trích với cách dùng người ở đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp chuộng dùng cầu thủ trẻ, trong khi những cầu thủ kỳ cựu như là Quang Hải, Hoàng Đức lại thường bị ngó lờ, và sự hiệu quả trong cách dùng người này đã được đo rõ bằng những là kết quả gây thất vọng của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan và công tâm hơn, những cầu thủ trẻ như là Đình Bắc, Thái Sơn hay là Minh Trọng cũng đã cho thấy điểm sáng nhất định trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đến đây thì câu hỏi được đặt ra cho nhà cầm quân mới của đội tuyển Việt Nam sẽ nối gót huấn luyện viên Troussier tin dùng cầu thủ trẻ hay là đặt niềm tin nơi các cựu binh. Ranh giới giữa sự kiên định và bảo thủ vốn rất hạn hẹp, và cách dùng người của huấn luyện viên Philippe Troussier ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua được đánh giá là nghiêng về phía sau hơn. Thất bại trước Indonesia trên sân Mỹ Đình lại một lần nữa vô ra những hạt sạn trong cách dụng binh của chiến lược gia người Pháp. Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng lực lượng vì bão chấn thương, song không phải là chúng ta không có nhân sự để xây dựng một đội hình tối ưu. Ấy vậy mà huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn điền tên những cầu thủ trẻ vào đội hình xuất phát, đồng thời cất những cầu thủ kỳ cựu trên bảng ghế dự bị. Đỉnh điểm cho sự bức xúc của người hâm mộ đó là việc Quang Hải không được ra sân, không chỉ một mà ở cả 2 trận đấu gặp Indo. Không nói các cầu thủ trẻ không xứng đáng được ra sân, song rõ ràng ở những trận cầu đỉnh có tính chất quan trọng thì yếu tố kinh nghiệm sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Và trong trận đấu với Indo thì những gương mặt trẻ được huấn luyện viên Philippe Troussier tin dùng thì thể hiện chưa tới, trong khi Quang Hải khao khát được cống hiến nhưng rồi cuối cùng vẫn phải bất lực. Đến đây thì câu hỏi được đặt ra là vị huấn luyện viên mới sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giống như huấn luyện viên Philippe Troussier, hay tin dùng những cầu thủ kỳ cựu. Phù thủy trắng không hoàn toàn thất bại trong việc thử nghiệm những cầu thủ trẻ với những điểm sáng như Đình Bắc, Thái Sơn hay Minh Trọng. Bởi vậy, tân huấn luyện viên trưởng có thể thừa hưởng để dần thực hiện chiến lược trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sẽ là khá sớm để thay máu lực lượng của đội nhà ở thời điểm hiện tại. Theo đó thì những Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Philip Nguyễn, Văn Lâm vẫn cho thấy quyết tâm và đầy sung sức trên sân ở độ tuổi ngoài 30, trong khi Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức hay Văn Hậu lại đang trong độ tuổi 9 của sự nghiệp. Huấn luyện viên Troussier là một nhà cầm quân giỏi, không ai có thể phủ nhận điều đó. Vậy tại sao khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lại không đạt được thành công như mong đợi? Câu trả lời đó là không phù hợp. Vậy nên với huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam thì dù là ngoại hay nội thì vẫn mong tiêu chí được đặt lên hàng đầu sẽ là sự phù hợp. Bạn dự đoán vị thuyền trưởng mới của đội tuyển Việt Nam sẽ là cái tên nào và mong đợi gì ở họ? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh BLV Anh Quân bóng đá Việt Nam.